Hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Amazon Việt Nam. Thì video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cài đặt chế độ ship ở trên tài khoản Amazon. Thì có rất là nhiều anh em hỏi mình về cách cài đặt vận chuyển cũng như là cài đặt những cái chế độ ship khi mà mình bắt đầu làm dropship hay là làm FBA hay làm FBM. Thì đối với mỗi hình thức anh em đang làm thì anh em có thể cài đặt những cái chế độ vận chuyển khác nhau, để cho khách hàng có thể nhìn được cái gói vận chuyển của mình là gói vận chuyển nào để người ta có thể đưa ra những cái lựa chọn, cũng như là để anh em khi mà list sản phẩm lên trên Amazon ấy, thì anh em có thể cài đặt cái gói vận chuyển đó tùy theo từng sản phẩm anh em muốn ship, có thể ship từ các nguồn khác nhau như Trung Quốc hay là từ Mỹ hay là từ một cái nước thứ ba nào đó. Đó thì tất cả những kiến thức thì mọi người có thể lên trên kênh Amazon Việt Nam để tham khảo, cũng như là vào những group cộng đồng của mình nhé, để mọi người tham khảo kiến thức cũng như là học hỏi, giao lưu, chia sẻ. Đó, thì đầu tiên thì mọi người vào trong tài khoản Amazon chúng mình này. Đó. Vào tài khoản Amazon thì mọi người vào phần setting này. Ở cái phần setting thì mọi người chú ý ở đây có tất cả các mục mọi người có thể vào này. Đầu tiên thì nếu mà cài đặt chế độ vận chuyển thì mọi người vào mục shipping setting cho mình. Đó. Ở đây thì nó có rất là nhiều gói vận chuyển nha mọi người nhá. Rất nhiều chế độ vận chuyển. Mọi người ấn vào edit template này. Đó. Có rất nhiều gói vận chuyển này. Đây là gói standard shipping này, gói này là cái gói tiêu chuẩn, hay gói này là gói mặc định dành cho drop nhé. Đó thì cái gói này không chỉnh sửa được, mọi người chỉ có thể chỉnh sửa được các bang hoặc là các khu vực mọi người muốn ship đến thôi. Ví dụ bang nào mọi người muốn ship đến thì ship, còn bang nào không muốn ship đến thì bỏ đi. Đó thì ở đây mọi người thời gian giao hàng đây là 14 đến 28 ngày này, và mọi người xóa hết cái tiền ship này đi cho mình. Tất cả tiền ship mọi người nên cộng vào gì ạ? Nên cộng vào cái tiền lên cộng vào tiền hàng, còn tất cả các gói vận chuyển mọi người nên để free ship cho khách hàng người ta thích hơn, người ta ưu tiên hơn. Còn ở cái mục các bang này thì mọi người chú ý này, mọi người ấn vào edit cho mình nhé. Đây là tất cả các bang của Mỹ này, mọi người có thể ship đến này. Đó, có hai bang mà có hai đảo mà mọi người ship được, đó là đảo Hawaii và đảo Alaska. Còn các vùng chính sự bên dưới này, ví dụ như kiểu là đảo Guam hay là Virgin Iceland này thì tốt nhất là mọi người không nên ship nhé, bởi vì mấy cái đảo bên dưới này đa phần toàn những cái đảo ở xa hoặc là những cái đảo đang chiến tranh hay tranh chấp gì đấy, thì tốt nhất là không nên ship đến những cái vị trí này, hoặc là thậm chí nhà cung cấp người ta cũng không ship cơ. Đó nên là anh em chỉ ship đến những cái đảo mà nó gần như kiểu Alaska hay là Hawaii thôi nhé. Mọi người bỏ cho mình cái PO book đi, đừng để cái PO book này, được chưa nhỉ? Đây là các đảo này. Đó, mọi người bỏ cho mình cái Puerto Rico này nữa, được chưa? Sau đó ấn OK nhé. Đây là các gói vận chuyển ship nhanh này. Đó, thì đây là gói vận chuyển mà tùy theo cái chế độ cài đặt của mình nhé mọi người nhé. Cũng ship với các bang nào. Đó, bao nhiêu ngày này, mọi người có thể tự cài đặt nhé. Đây là cái gói vận chuyển nhanh, 2 ngày. Gói này là gói vận chuyển dành cho FBA thôi mọi người nhé. Hoặc là nếu mà mọi người có kho riêng FBM ấy, thì mọi người có thể dùng gói vận chuyển này để ship hàng nhanh cho khách. Tuy nhiên thì nếu dropship thì anh em mình không chọn được gói này đâu. Gói này rất là nhanh nhé. Anh em phải tắt gói này đi nhé, bỏ tích gói này đi, được chưa nhỉ? Còn nếu mà không bỏ tích đi mà khách hàng người ta vẫn nhìn thấy, người ta có thể lựa chọn vào cái này đấy. Thì đồng nghĩa việc là gì? Đồng nghĩa việc là nếu mà người ta chọn chế độ ship 2 ngày thì anh em không ship đâu. Drop thì ít nhất phải từ 14 đến 28 ngày nhá. Rồi sau đó anh em ấn save vào là xong. Còn mọi người có thể cài đặt cái gói vận chuyển theo từng vị trí. Ví dụ bây giờ mình sẽ cài đặt một gói vận chuyển đi từ Trung Quốc, hoặc là cài đặt một gói vận chuyển đi từ Mỹ, thì mình sẽ tạo thành hai gói vận chuyển khác nhau. Khi mình list sản phẩm lên thì mình sẽ chọn ví dụ mình sẽ chọn gói vận chuyển từ Trung Quốc. Ví dụ sản phẩm này mình sẽ đi từ Trung Quốc chẳng hạn, thì mình sẽ chọn gói vận chuyển đi từ Trung Quốc 14 đến 28 ngày. Còn mình sẽ chọn gói vận chuyển còn sản phẩm khác mình đi từ Mỹ thì mình sẽ chọn gói vận chuyển ở Mỹ. Đó, đi từ khoảng 3 5 ngày thôi. Đó. Mọi người vào setting này. Shipping setting nhá. Mọi người ấn vào phần create new shipping template cho mình này. Đó, sau đó ấn gì? Sau đó ấn OK này. Rồi. Sau đó thì mọi người đặt cho mình cái template shipping ở đây, ví dụ như kiểu là vận chuyển này, vận chuyển từ Trung Quốc này. Đó, được chưa nhỉ? Đây là vận chuyển từ Trung Quốc này. Vận chuyển từ Trung Quốc thì mọi người ít nhất phải đặt gói vận chuyển này từ 14 đến 28 ngày. Đó thì mọi người chọn cho mình cái gói ở đây là gói standard shipping này. Bỏ hai gói bên dưới đi. Đó, bỏ hai gói bên dưới đi. Rồi cài đặt các thứ mọi người xóa ở cái vị trí PO này đi. Cho tiền ship về mấy ạ? Về không, đúng không nhỉ? Cho tiền ship về không, và mọi người cài đặt cho mình các bang và bỏ cái gì ạ? Bỏ hai cái bỏ cái thằng đảo Guam dưới đi. Đây, bỏ cái thằng Puerto Rico rồi đi. Sau đó OK. Sau đó mọi người xếp vào. Thế là xong. Thế là xong gì ạ? Thế là xong
một cái gói template về shipping từ Trung Quốc. Sau đó là mọi người, ví dụ mọi người muốn chọn là gói vận chuyển từ gì ạ? Vận chuyển từ US chẳng hạn. Vận chuyển từ US chẳng hạn, thì sau đó thì mọi người chọn gói vận chuyển. Giả sử mình ship từ US đi, mình có kho riêng chẳng hạn, hoặc là mình có, mà khách nhà cung cấp người ta cam kết chỉ ship trong khoảng từ 3 đến 5 ngày hoặc là 5 đến 7 ngày, thì mọi người chọn được cái gói vận chuyển là expanded shipping này này. Đó, ở đây nó có gì? Ở đây nó có thời gian giao hàng này, mọi người có thể chọn này. Ví dụ 3 5 ngày này thời gian tiền ship là bao nhiêu thì anh em có thể cài đặt ra đây, hoặc anh em cho về không, anh em cộng vào tiền hàng cũng được. Đó, sau anh em xếp vào. Được chưa nhỉ? Đấy là cách cài đặt các chế độ ship khi mà mình ship hàng đi từ các khu vực nha mọi người nhé. Đó thì cài đặt chế độ ship thì cũng không có gì quá khó, thì mọi người nên làm theo, và mọi người chú ý là mọi người nên cài đặt chế độ ship trước khi mà mọi người bán hàng nhé, để tránh bị có nhiều anh chị là gì ạ, là quên không cài đặt gói vận chuyển, đến khi mà bán hàng thì khách hàng nổ đơn, có đơn hàng thì khách hàng lại chọn cái vận chuyển nhanh, thì đồng nghĩa việc anh em làm drop thì sẽ không vận chuyển nhanh được, ảnh hưởng đến đơn hàng, ảnh hưởng đến tài khoản của mình. Đó thì anh em chú ý phần này nhé, phần này thì nó không khó nhưng mà mọi người nên chú ý trước khi mà mọi người bán hàng với Amazon nhé. Thì rất mong nhận được những cái đóng góp phản hồi của các bạn về những video để mình sẽ làm những video hấp dẫn hơn, hay là video về những cái chủ đề mà mọi người yêu cầu. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.